Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái con Rubik này gọi là Wheel of Wisdom. Thì con này thấy nó hầm hố vậy cho nó giải rất là đơn giản và dễ. Cũng không cần dùng công thức gì nhiều mà chỉ dùng công thức là down cover, up cover, up cover là xuống xuống lên lên á. Mình viết tắt của nó là DUC đi cho nó dễ. Chứ đọc dài quá. Thì công thức này là công thức thuộc dạng công thức thần thánh nè, giải được rất là nhiều, cũng như mình nhóm tâm của một cái con Rubik nhiều tầng á, như công thức nhóm tâm. Cho nên là mình nghĩ con này nên đặt là Wheel Not Wisdom mới đúng hơn. Nó không cần suy nghĩ gì nhiều để giải con này hết. Thì con này nó ở trong là cái con 3x3. 3x3, bạn thấy ở phía trong nó có một cái cạnh này nó lắp phía trong nè. Đó. Đây là cái con sticker LED cho nên là mình sẽ thấy được cái viên cạnh ở trong của 3x3. Còn đối với lại cái con mà có sticker thì ở trong nó không có dán nên đen thui à, cho mình giải thành 2x2 thôi. Bên trong này nó có sticker nè, nên nó có màu nè, bạn thấy cái viên trong, cho mình giải 3x3. Rồi ở trên này cái tâm thì đứng yên. Bạn thấy cái này nó cắt ra giống như cái dạng cắt của cái con bát quái á, con ba hoa á. Nhưng mà nó không có hai cây hai bên mà nó chỉ có hai cái miếng ở phía ngoài là tam giác ở trong và một cái miếng góc hình tròn ở đây. Thì mình sẽ nhóm nó lại từ từ. Đầu tiên là mình nhóm cái viên nhỏ nhỏ ở đây, mình nhóm viên nhỏ nhỏ là bước số 2 này, giải 3x3 xong nhóm cái viên. Rồi mình nhóm mấy cái viên tam giác lớn lớn này. Đó, mình vẽ nó hơi xấu quá. Thì mình dùng công thức DUC này, nó giống như là cái tia nắng mặt trời á. Thì nó có 8 viên nhỏ, rồi 8 cái viên lớn này, và nó có 8 viên góc này. Đó, mình nhóm từng cái phần một, nhóm viên nhỏ, nhóm tam giác, tia nắng, rồi nhóm cái miếng bánh này là xong. Thì con này rất là dễ. Thì giả sử đây mình nhóm các viên này chẳng hạn gì, mình nhóm như cái viên cuối cùng này, mình xuống xuống lên lên thôi, mình dùng công thức này nè. Viên này mình bỏ xuống đây nè, xuống rồi quay nó qua cover, xuống cover, lên cover, lên. Đó, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi mình nhóm từ từ thôi. Rồi giờ mình sẽ phá ra để giải con này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giải cái con Rubik này ha. Đầu tiên là chúng ta giải 3x3, chọn cái mặt trắng nè. Cái cạnh nó nằm phía trong rất là khó thấy, rồi mình đem cái cạnh lên đây. Trắng trắng cam nè, đưa lên. Rồi trắng đỏ bên này, trắng đỏ đưa lên đó, trắng cam, trắng đỏ, rồi trắng xanh, xanh lá, cạnh trắng xanh lá phía trong, rồi cạnh xanh dương. Quay lại. Quay lại cho nó dễ nhìn nè. Đó, xanh lá nè. Đó. Trắng cam, xanh dương. Rồi, lên các góc. Góc này là góc trắng cam xanh dương. Ở ngoài này. Lên góc. Né ra. Cả cạnh về. À, mình nhầm. Con này xanh dương chứ không phải. Cái cam xanh dương à, lên góc nhầm. Đây nó nhỏ mình không thấy, khuất quá. Cam xanh dương đây à, chưa cam rồi, xanh lá với cam
xanh lá với cam, xanh lá với đỏ. Rồi. Xanh dương với đỏ. Tới đây ta xong tầng 1 của cái 3x3 ở trong. Rồi ta lên các cạnh này ở tầng 2. Cam, xanh lá. Đây. Đường này lên đây. Cam, xanh lá. Xanh dương với đỏ. Để con này lên đây. Xanh lá với đỏ. Để con này đưa lên đây. Rồi xong, mình đã xong tầng 2. Giờ quay lên làm dấu cộng của tầng cuối. Cái này lọt rồi nè. Đây lọt rồi nè. Vậy là cái này chưa, này chưa. Vậy là L ngược. Để L ngược vào đây. Rồi. Ta lọt lên hết. Được dấu cộng. Rồi đưa về đúng vị trí. Quay về cam nè. Cam đây. Hai con đúng hả? Đưa qua đây đi. Đỏ. Con này con cam đây. Xanh đây. Xanh này. Rồi. Mình xoay năng vòng. Cam. Cho ra đây. Xoay năng vòng gì? Ô. Rồi. Ô. Đây. Ô. Đây. Xong, về đúng vị trí rồi đó. Đây, xanh, đỏ, vàng, đỏ, vàng, xanh chưa? Rồi, giờ là đúng cái cạnh. Giờ người ta làm cho đúng cái góc. Góc, kiếm cái góc nào đúng. Đỏ này không đúng. Này không đúng. Đây đúng. Đây, cam với xanh dưa, xanh lá nè. Rồi, mình để góc đúng ở đây. Mình muốn chuyển gì? Chuyển con này ra đây. Con này ra đây. Con này về đây. Vậy cùng chiều kim đồng hồ thì mình lên bên này trước. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Đây là một dạng, cũng một dạng, một dạng down cover, up cover, up cover đó các bạn. Nhưng mà nó làm trên mặt thôi. Nó là một dạng công thức rồi. Rồi quay về. Đâu rồi? Đây. Góc này vô. Góc vô, góc vô. Rồi xoay góc lên, lật góc lên. Cái này lật một cái này lật hai cái. Bắt cặp này ha. Đi. Đó, không ta. Xoay cho nó không đúng đường. Đi. Kẹt cái gì trời. Đi. 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 R. Đi. 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 R. Lật một góc. Góc này lật hai cái thì ri trước. Ri. D R D R D R D. Rồi. Lật xong. Cả lại.
lại. Lật xong hai cái này, giờ mình lật tiếp hai cái này. Cái này lật hai lần, này lật một lần ha. R D R D R D R D. Lật một góc. Cái này đi. D R D R D R. Xong. Vậy là quay lại chứ. Vậy là mình đã giải xong con 3x3 phía trong. Mặt cắn nè. Rồi, việc còn lại của mình là ghép thôi. Không có gì nữa hết. Rất là dễ. Bạn coi mình ghép một mặt một trước và mấy cái xúc sau là không cần coi nữa đâu. Rồi mình ghép những cái con viên nhỏ nhỏ ở trong này. Mình chỉ cần đưa lên rồi trả về thôi. Ghép từ từ hả? Mình đưa lên trắng nè, đưa vô. Rồi, trả về, xoay qua cất nó vô trả về. Đây, xoay lên. Cất nó vô, trả về. Đem lên, đem vô. Cất vô, trả về. Còn hai con nữa. Đem lên, cất vô, trả về. Rồi, con này nữa là xong. Đưa lên, cất vô, trả về. Còn một con nữa chứ. Đây, xuống dưới tuốt cái này. Đưa lên, cất vô, trả về. Trả hai lần nha. Coi góc này cho đúng. Rồi, chúng ta đã làm xong cái ở trong rồi. Mấy cái viên nhỏ nhỏ. Còn lại chúng ta sẽ ráp những cái tia nắng này vô. Đó, nó có 8 cái tia nắng. Coi đèn lò trời thì coi đây là tia nắng ha. Bằng công thức xuống xuống lên lên á, công thức DUC á, công thức down cover up cover, công thức này ha. Bây giờ dùng công thức này từ đây cho tới cuối. Làm bên nào cũng được, bên phải quen làm phải hay bên trái cũng được. Đưa nó vô. Rồi con trắng này xuống đây, trắng này xuống đây nè, xuống. Đem trắng này qua. Đó, qua đây, đối diện bên này, xuống. Rồi bạn thấy bạn thấy mình sẽ canh hai con tam giác nhỏ này nè. Mình mà di chuyển, mình mà ghép cái tia nắng này á thì mình sẽ canh hai cái con này nó đứng sát bên nhau nè. Rồi khi mình ghép cái vòng tròn ngoài á thì mình canh hai cái con nó nằm ở hai góc cách nhau một con. Đó. Mình dặn nó qua. Đó, thì con này nó qua nó nằm ngay đây nè. Thì cái con mà chưa có giải này nó nằm ở trên đây. Để cho đừng dặn qua giờ lố ha. Ngay lố, dặn tới đây. Rồi, lên. Dặn qua lại. Đó, cái con này nằm ngang đây nè. Đỏ này nè. Lên. Đó, mình được cây. Rồi, tiếp tục kiếm mấy cái tia nắng nữa. Ghép vô. Ghép một vòng. Để đây, chờ sẵn nha. Đưa con này vô. Con này sẽ vô đây. Xuống. Cover xuống. Cover. Đó. Giờ tới là mình có cái chấm này, mình canh chấm này cho nó dễ nè. Cho khỏi bị lố. Lố nó mất viên rồi làm lại mất công. Rồi. Tiếp tục. Kiếm ở đâu có là mình ghép cho thôi. Nó nằm tuốt ở dưới không à. Đây. Ghép bên trái qua cũng được, bên phải qua cũng được. Giờ mình ghép thử cái bên phải nè. Bên phải thì con này nằm đây. Ghép lên đây. Xuống. Đem con này qua. Over. Xuống. Đem lại. Dặn hơi khó. Lên. Đem qua. Lên. Được tia nắng nữa. Rồi. Tia nắng này có sẵn rồi, ghép luôn. Xuống. Xuống. Lên.
lên. À, mình có điện thoại chút ha. Xin lỗi các bạn, nãy có điện thoại. Giờ mình tiếp tục. Rồi, ghép tiếp các tia nắng màu trắng. À, nó lọt xuống dưới này hết rồi. Mình đem lên đi. Ráp từ dưới này lên cũng được mà nhìn nó dễ bị lộn. Đem lên đây. Cứ đem lên cho nó gần gần. Rồi. Ra con này vô đây. À, xin lỗi. Vô đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Cái canh vô cái miếng tam giác nhỏ ha. Này, còn tia đây nữa. Tia đây, đây. Thấy bên này gần ráp bên này, khỏi đỡ xoay. Xuống. Đó, canh tam giác đây nè. Xuống. Lên. Lên. Rồi. Chúng ta đã được các tia nắng này. Bây giờ chúng ta sẽ ráp mấy cái 8 cái miếng bánh này vô. 8 cái cung tròn vô. Ráp tuần tự đi ha. Đây, cái này có sẵn ráp cho nhìn cho nó đẹp. Rồi. Xuống. Bây giờ là mình canh cái tam giác nó cách nhau một cái xuống. Đó. Hai cái tam giác nhỏ, chính giữa nó có cái tam giác trắng này, hai bên. Đó. Lên để mình dặn không bị lố à. Lên đó, vô rồi con này xuống đây luôn. Xuống xuống lên lên. Người khác mà nghe mình đọc kiểu này không biết là làm gì, cứ lẩm bẩm xuống xuống lên lên hoài á, tưởng bị gì. Xuống. Nhiều khi mình không đọc á, cái mình lơ đễnh cái mình không biết đang xoay tới cái bước nào. Rồi, rồi còn ba con nữa là được cái mặt trắng. Rồi tới đây là bạn biết giải rồi đó, còn lại là mình làm cho các bạn xem thôi. Này là giải xong rồi đó. Bởi vì có những con nhìn rất là hầm hố nhưng giải rất là dễ, có những con rất là dễ nhưng mà giải khó lắm. Xong. À, còn viên xém nữa, mừng ăn mừng sớm quá. Rồi. Mấy cái này mình nghĩ sau này muốn chơi cho nó hay nữa, mình dán mấy cái số lên đây, rồi dán luôn mấy cái số nhỏ lên mấy cái ngôi sao này luôn, mấy cái tia nắng này luôn, dạy nó mới sướng. Rồi tiếp cái mặt nào đây, mặt đỏ đi. Rồi mình đưa các viên nhỏ có mặt đỏ về. Né ra. Kiểm tra lại cái 3x3 coi có bị sai không, nhiều khi làm cái quên. Đây, bên này đỏ nhiều nè. Gom lên.
Sáng nay có viên trả về luôn. Lười. Còn viên nữa. Đây nè. Nằm tôi ở dưới. Rồi xong. Bây giờ mình làm các tia nắng mặt trời. Cứ làm theo từng tự nhìn cho nó đẹp. Rồi, 2 viên. Nó còn 8 viên hả thầy? Ba viên. Bốn viên. Năm viên. Rồi, còn 3 viên nữa. Đây. Nè, mình canh ngay cái viên này, tới đây dừng lại. Rồi. Tới đây thì viên này qua. Còn một tia nắng nữa đâu, nó nằm ở dưới nè. Cho nó lên đi. Rồi, xong các tia nắng. Có sẵn 2 viên này rồi. Làm tiếp mấy viên tròn. Xuống đây ha. Cái viên này tới đây. Đi qua nữa là lỗ. Rồi, trả viên này.
và để trả lại viên này. Tiếp này xuống đây. Nằm dưới này nhiều quá, đem lên. Rồi, tiếp. Viên cuối cùng. Cái này là nó tích cơ LED đó, chứ nếu mà nó tích cơ chắc là dạng hạt tróc hết. Cái tích cơ LED với lại cái tích cơ nó cũng có cái hay đó là một là tích cơ thì nó đẹp, thứ hai nữa là cái nhựa có tích cơ nó cứng, quay nó sướng, bù lại là nó dễ tróc dễ dơ, ngắm dán băng keo thì nó sẽ bị rớt. Rồi mày kiếm cái mặt nữa, mặt nào, mặt màu xanh này ha. Gom mấy viên nhỏ lại. Tôi phải dưới nha. Rồi xong, 8 viên nhỏ, làm cái tia nắng có sẵn đây nè, làm đây luôn. Và cái vòng tròn này mỏi tay đó các bạn, không có chỗ bám mà dặn thì nó bị viên nó bị sốc.
dưới rồi. Về năng cuối cùng xem nó lộn, nhờ nhìn màu không thôi là lộn lộn mà đi lại từ đầu dễ mà cực lắm. Rồi tiếp tục ta đưa các cung tròn này vô. Mấy cái con này mà cải tiến sao mà cho nó dặn, nó không bị sốc, nó êm, nó nhanh mà nó không bị quá lỏng là đã luôn, dặn sướng luôn. Ngồi buồn buồn làm giải trí, ta ghép mấy cái này nhiều lắm, có ba cái loại nhiều là mỗi loại 8 viên, 8 nhân 3 lên, rồi xong nhân 4 lên. Ở dưới này chơi luôn, chơi hai cái luôn. Rồi xong ba mặt tiếp, bây giờ muốn mặt nào đây? Mặt cam đi, cam có sẵn này nè. À, còn một con nữa, hai con nữa. Rồi xong làm các tia nắng, có 3 tia rồi, làm 5 tia nữa. Đúng vậy mà nó đúng sai vậy đây. Lố thấy vậy là lạ, nó sai sai.
hết rồi, hết tia bên này. Rồi xong các tia nắng, giờ làm các cái cung tròn. Rồi còn hai mặt, còn hai mặt là thật ra có một mặt thôi, là mặt này xong mà mặt kia tự động đúng. Mặt xanh nè, xong tam giác nhỏ ghép tia nắng vô. Thank you.
Rồi xong, còn tia nắng nữa nè. Cái này bạn nào mà thích chơi có thể ghép cái màu nó khác vô, nhìn nó sẽ nổi lên. Cái màu những cái tia nắng nó khác màu nó sẽ nổi lên. Lát mình làm thử coi. Cứng quá. Rồi, quay tới đầu quên rồi. Rồi, còn viên. Vậy là mình đã giải xong. Rồi bây giờ mình làm cái bạc tinh hồi nãy mình nói ha, cho nó coi thử nó đẹp không. Bây giờ mình đem cái màu vàng đây, đem cái màu đỏ này, đem mấy cái góc phần tư màu đỏ xuống như này, mình sẽ nổi cái tia nắng màu vàng lên. Đó. Đem cái nắng này xuống, đem cái này xuống. Rồi, được hai viên. Đem cái này xuống. Còn góc này nữa chạy. Rồi quên, đem góc này xuống luôn. Đây. Rồi còn hai viên nữa là mình đã xong cái pattern của mình.
Rồi mình làm lộn rồi. Mình làm lộn một cái ngôi sao này, cái tam giác nhỏ ở trong này. Lộn. Có cách nào sửa lại không? Có cách nào sửa lại không các bạn? Mình muốn khắc phục lỗi lầm nè. Rồi nó lại hư cái mấy cái này, khắc phục lỗi lầm à. Đó, bạn thấy cái mặt trời không? Thì mình cũng có thể làm cái tâm khác ở đây, hoặc là thay đổi mấy cái viên nhỏ nhỏ trong này thì nó sẽ thành cái bát tinh đẹp hơn. Có cách nào mình thay cái viên nhỏ này vô trước xuống? Mình thử cái này thì nó đi hết cái khúc này thôi. Rồi mình dừng lại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cái này các bạn nào muốn thích những cái bạc tinh đẹp thì có thể làm màu, nó thay đổi cái này thêm cái màu khác ở chỗ này nữa, rồi tâm nữa là đẹp. Cảm ơn các bạn ha.